Rồi, tiếp theo đây là mình học lệnh vẽ đối xứng ha. Lệnh vẽ đối xứng là lệnh mirror. À, thì lệnh mirror này nó cần một trục đối xứng. Thì cái trục này được xác định bởi hai điểm ha. Bởi hai điểm. Rồi, đầu tiên giả sử ta có một cái đường lai đây ha. Đường lai đây F8. Ở đây và ta có cái một cái tam giác chẳng hạn vậy. B lai ha, tam giác đây đi. Rồi, ta muốn lực đối xứng cái hình này qua bên phải theo cái trục đối xứng đứng này thì ta làm như sau ha. Bấm chữ là MI, y ngắn ha, Enter. Đầu tiên là chọn đối tượng cần vẽ đối xứng. Chọn xong thì dòng lệnh hỏi select xét nữa là thì bấm Enter, nhưng là mình không chọn nữa. Yeah. Tiếp theo nó hỏi là specify first point of mirror line, có nghĩa là xác định điểm đầu tiên của trục đối xứng. Không, đây là trục đối xứng nè. Trục đối xứng này xác định bởi hai điểm, điểm đầu và điểm cuối. Ha, thì mình xác định điểm đầu đây, chẳng hạn gì, còn điểm đầu trên đây đều được hết ha. Rồi, tiếp theo nó hỏi là specify second point of mirror line, đó mình di chuyển thẳng đứng lên, ha, bấm vô endpoint chỗ đây, hoặc là bấm lên đại chỗ nào cũng được đó, kéo dưới đây cũng được nè, ha, kéo dưới và kéo lên đều được hết, đều giống nhau hết ha, kéo điểm nào được. Rồi, khi mà kéo xong mình thấy cái hình nó đối xứng qua đó, bấm miếng trái chuột lần nữa, ha, bấm miếng trái chuột xong cái dòng lệnh mới hỏi nè, array should object yes or no, thì mặc định đó là no. Có nghĩa là có xóa đối tượng gốc hay không, à, nếu mà không thì bấm enter luôn, mặc định nó là no và bấm enter luôn, thấy không? Đó, thì nó sẽ lực đối xứng qua và sao chép ra thành một đối tượng mới ha. Rồi, vậy trong trường hợp mà mình muốn xóa đối tượng gốc đi thì sao, thì làm như sao ha. Bấm chữ MI, y ngắn nè, đầu tiên là chọn đối tượng cần vẽ đối xứng, chọn xong thì bấm enter. Sau đó nó hỏi tiếp là specify first point of mirror line, có nghĩa là xác định điểm đầu tiên của trục, thì điểm đầu tiên của trục nằm đây. Rồi tiếp tục specify second point of mirror line là điểm thứ hai của trục, thì điểm hai trục nằm bất kỳ trên nào cũng được, nghĩa thẳng là được rồi ha. Rồi bấm đây. Rồi tiếp theo nó hỏi là array should object là có xóa đối tượng gốc hay không, thì ở đây mình trả lời yes ha, bấm chữ y enter đó. Thì nó lực nó xướng qua và nó xóa đối tượng gốc luôn ha. Đó là mirror. Thì lệnh mirror có thể mirror qua đường chéo, chẳng hạn như mình có một rectangle vậy là 30 đi, phải 30 đi ha, enter, hình vuông á ha. Rồi ví dụ mình có một cái arc ở ngay tâm ha, bấm chữ A ha, bấm đây điểm 1, điểm 2, điểm 3 và bấm mirror nó qua MI ha. Rồi mirror theo đường đứng nè, điểm thứ nhất của trục nè, điểm thứ hai của trục nè. À, enter ha. Rồi sau. Rồi tiếp tục mirror theo đường ngang nè, MI nè. Chọn hết hai đối tượng này luôn, enter. Sau đó chọn điểm đầu tiên của trục nè, điểm thứ hai trục kéo ngang ra, ha, kéo ngang ra bên trái. Enter luôn ha. Rồi, muốn mirror qua đường chéo nè, MI ha. Chọn hết bốn đối tượng này ha, chọn xong bấm enter. Sau đó xác định điểm đầu tiên của trục á thì bấm vô endpoint này và bấm vô xác định điểm thứ hai của trục thì bấm vô endpoint góc này. Enter, đó, nó mirror qua đường chéo. Ừ. Đó, vậy là xong lệnh mirror ha, để vẽ nó xứng. Rồi tiếp theo đây là ta dùng lệnh align ha. Align là giống đối tượng theo một đường xuyên cho trước ha. Thí dụ, rồi thí dụ ta có một cái hình tam giác này rồi ha, bây giờ ta muốn canh cái cạnh dọc của tam giác này nè, cạnh cạnh huyền của nó đó thì nằm ngang ở mép trên này thì ta làm như sau ha. Đó là align ha, align viết tắt là chữ AL, AL enter. Đầu tiên á, dòng lệnh hỏi select check thì chọn đối tượng cần align thì mình chọn đối tượng này, chọn xong thì dòng lệnh mới hỏi tiếp là có chọn nữa hay không, select check thì bấm enter. Tiếp theo nó hỏi điểm chuẩn thì mình lấy điểm mình muốn mà nó nằm trên cạnh này nè, giả sử mình muốn cái điểm endpoint này nè, nó nằm ở endpoint chỗ này và điểm endpoint còn lại nè, nó nằm dọc trên cái này ha, thì bấm như sau. Đầu tiên điểm chuẩn là sẽ bấm ngay đây ha. Tiếp à, mình gọi lộn lên nha, mình làm lại ha, AL enter, viết tắt là AL ha, align mình nhầm lệnh ha, align nè. Đầu tiên là chọn đối tượng, chọn xong á thì bấm enter ha. Rồi tiếp theo nó hỏi nè, specify first support, đó
thì cái sụp bo là điểm này nè. À, rồi tiếp theo nó hỏi là specify first destination point. À, có nghĩa là cái điểm đến á, điểm đến của điểm thứ nhất này nè, à, nó nằm sẽ nằm trên đây, à, nằm góc này, nằm ngay góc này luôn. Rồi tiếp theo nó hỏi là specify second source point. À, có nghĩa là điểm thứ hai của đối tượng nguồn á là mình điểm này, à, tại mình muốn cái cạnh này mà phải không, muốn cạnh này thì nên bấm điểm này. Rồi tiếp theo hỏi là specify second destination point là điểm thứ nhì mình muốn nằm trên cạnh này, thì mình không muốn nằm trên đây mà nằm trên cạnh này nè. Đó, nằm trên cái này nè ha, enter đó. Rồi tiếp theo nó hỏi điểm thứ ba, thì điểm thứ ba nó liên quan tới cái ba chiều ha, ở đây mình không vẽ ba chiều thì bấm enter luôn, enter. Rồi nó hỏi có scale object với đối tượng mà đến không, đối tượng đích á, thì ở đây mình không keo mặc định là no, bấm enter luôn ha. À, đó thấy không, thì nó lập tức nó xây cái tam giác này vô ha, vừa cái này. Rồi bây giờ lập lại lệnh align ha, bấm chữ AL enter ha. Rồi cũng vậy ha, mình chọn đối tượng là cái hình tam giác này, chọn ha, chọn xong á thì nó hỏi chọn nữa không thì bấm enter. Sau đó nó hỏi chuyện specify first source point, thì giả sử mình muốn cái cạnh huyền này nè, cạnh huyền của tam giác này nè, thì cái điểm này nè nằm góc này và điểm này nè mà nằm góc này ha, thì mình làm như sau ha. Điểm thứ nhất là specify source point nè, thì bấm điểm này. Rồi specify first destination point thì bấm điểm này ha, đó điểm đầu tiên này sẽ đến điểm này. Rồi specify second source point là điểm thứ nhì, điểm thứ nhì của này ha. Rồi specify second destination point thì bấm vô điểm này, đó có nghĩa là muốn điểm này vô điểm này và điểm này vô điểm này. Rồi tiếp theo nó hỏi điểm thứ ba mình không có mà, thì mình bấm continue luôn ha, tiếp tục bấm enter. Rồi tiếp nữa dòng lệnh mới hỏi nè, scale object based on align point yes or no, thì hồi nãy cái đầu tiên là mình no, mặc định no là enter ha, còn cái này mình trả lời là yes, thì đáng chi để nó sẽ phóng cái điểm này nè, thấy không, chỗ đây với điểm này nó vừa cho đây luôn ha, bấm chữ yes ha, yes nè, thấy không, cái hình tam giác nó lớn bằng đó luôn, có nghĩa nó phóng vừa phóng mà vừa đo bằng độ dài luôn. Thì cái trường hợp align này dùng trong cái cửa đó, mình xây xuyên đó, thường cái cửa, giả sử mình có cái tường đúng không, có tường này, à, mình vẽ đại khái nha, thì mình có cái cửa đây chẳng hạn vậy, à, đó, rồi mình có cái circle đây chẳng hạn vậy không, mình kim đi lập cái cửa đây đúng không, tr ha, giả sử đi, rồi giả sử có cửa gì đi ha, đó, cửa mình làm vậy, đó, rồi mình có một đoạn tường xuyên nè, trong nhà có miếng nước xé thường xuyên, mình muốn xé cửa lên đây chẳng hạn vậy, thì bấm đợi là đây ha, AL enter, à, đầu tiên là chọn cái cửa, chọn xong bấm enter, sau đó mình muốn cái cửa mà quay ra quay vô thì nó liên quan cái điểm đầu tiên mình chọn ha, AL nè. Rồi giả sử mình muốn cái cạnh này nè nó vuông góc đây ha, rồi đường cong nó qua đây nè, không lực vô trong á, thì mình làm như sao ha, chọn đối tượng, chọn xong bấm enter nè. Rồi first born source point nè, enter endpoint này. Rồi first destination point là bấm vô cái gần cái cạnh này nha, tiếp tục specify source point thì bấm second á, source point bấm đây. Rồi specify second destination point thì bấm ở đây, rồi sau đó enter 1 2 2 lần thì qua, đó là cái qua cái được tường xuyên ha. Rồi undo lại u, rồi mình muốn nó lực vô trong đây thì sao, bấm ha, align AL enter, đầu tiên là chọn đối tượng, chọn xong thì bấm enter. Rồi specify source point thì bấm vô endpoint này, destination first point thì bấm vô đây. Rồi tiếp tục bấm điểm thứ nhì thì bấm đây. Rồi bấm điểm thứ nhì mà điểm đến thì bấm đây. Đó, enter 2 lần, 1 2, thấy không, nó xoay vô trong đó. Nhưng tùy theo cái điểm đầu tiên mình chọn ở đâu á, cái điểm thứ nhì nó sẽ quay vô trong hoặc xoay ngay, thì rất là lợi cho việc mà vẽ cửa trong mấy cái tường xuyên á. À. Rồi, vậy đến đây là mình đã học xong lệnh align với lệnh mirror ha. Rồi. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha.